Thưa quý vị, trong những ngày tháng tư lịch sử, các địa danh quan trọng gắn với mốc son của ngày toàn thắng luôn tấp nập các đoàn khách tham quan. Cùng trong không khí đó, có một địa điểm đến mà ta cảm giác như là ngưng động thời gian, đó chính là Bảo tàng Quân khu 7, bao gồm hai địa chỉ là Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ và Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới, luân chuyển trưng bày để tạo ra cái hấp dẫn cho khách tham quan. Mặt khác, ban giám đốc bảo tàng cũng rất là quan tâm, yêu cầu các bạn làm nhiệm vụ thuyết minh ấy, tích cực gặp gỡ nhân chứng lịch sử để tìm hiểu các cái câu chuyện xung quanh những cái hiện vật mà chúng tôi đang có. Và đặc biệt là phải hiểu sâu sắc ý nghĩa lịch sử của từng hiện vật. Có như vậy thì các bạn mới có thể truyền tải được những cái nội dung của hiện vật ấy đến với người nghe, người xem. Còn tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp rất đông các bạn thanh niên, đa phần là sinh viên và quân nhân trẻ. Giữa không khí náo nhiệt tại trung tâm quận 1, ngôi bảo tàng hiện diện như một khoảng lặng nhẹ nhàng. Nơi đây trưng bày trang trọng những hiện vật quý về Chiến dịch Hồ Chí Minh, vốn là chiến dịch diễn ra ngắn nhất nhưng lại thần tốc nhất để giải phóng Sài Gòn, đồng thời kéo theo các cuộc nổi dậy vũ trang sôi nổi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Thấy cái bảo tàng của mình trưng bày theo thứ tự các bước rất là dễ hiểu, từ Tây Nguyên, từ chiến dịch Tây Nguyên đến Huế Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh, làm em cảm thấy nhớ lại khung cảnh hào hùng của cha ông ta từ 48 năm trước. Là những người làm công tác bảo tàng ấy, thì chúng tôi rất là mong muốn làm cách nào đó để Bảo tàng Quân khu 7, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh phải là những cuốn sử sống hấp dẫn, thu hút đông đảo được cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Làm thế nào để mà phát huy cao nhất giá trị của hiện vật trong việc